Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Tiếp tục là review nhân vật ở season 19. Và ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một nhân vật Slayer ở season 19 với đôi cánh cấp 5 và vũ khí level 1400 cũng như là Shadow Lightning level 1500. Và chúng ta sẽ nói một chút về ngoại hình của Slayer ở season 19. Thì khi mà đến với season 19, Slayer sẽ được nâng cấp đôi cánh lên cánh cấp 5 và mình có cảm giác như là đôi cánh rồng anh em ạ. Và ở trên cánh còn được có một đôi mắt rồng nữa. Và hiệu ứng của cánh sẽ là hiệu ứng bốc lửa, đúng không anh em nhỉ? Bốc lửa nhưng mà là lửa màu tím. Và vũ khí thì vẫn là vũ khí màu đỏ, sắc đồ thì là màu xanh. Và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu em nó với bảng C, sức mạnh. Thì Slayer bây giờ đã, ui dồi ôi anh em nhìn kìa, 15.000 ATK đam cộng thêm 17.000 ATK tăng thêm, tổng là 32.000 đối với một con nhân vật đam vật lý. Còn kinh khủng hơn cả RF hôm trước nữa anh em ạ. Mình hy vọng là khả năng đam của em nó mang lại sẽ là tốt hơn RF. Và ở trong cái bản test này thì mình cũng đã build cho nhân vật Slayer của mình tốc độ đánh tối đa là 384/384. Và lượng đẹp em nó đạt được sẽ là 13.127. Tất cả các cái nhân vật ở season 19 thì mình cảm thấy là lượng phòng thủ nó đều trên 13.000 hết anh em ạ. Và bây giờ Slayer của mình sau khi lên season 19 đã được đổi tên thành là Royal Slayer. Và cấp độ đạt được là 1.600 nha anh em. Và lượng skill ATA power đạt được sẽ là 440%. Chúng ta cũng điểm qua một chút về phần chỉ số phần trăm khác. Ví dụ như crit dam sẽ là 75, Iselanda 63, double dam sẽ là 23, triple dam 15 và xuyên giáp sẽ là 20%. Cũng rất là ngon anh em ạ. Rồi, đồ thì ra làm sao? Đồ thì em nó sẽ sở hữu vũ khí level 1400 và giống như các nhân vật khác. Bây giờ ATK mỗi level sẽ là 3 chấm và combat power là 130. Đối với set đồ thì vẫn là set lightning cộng 15 với ATA power tăng thêm là 228 cũng như là tăng thêm sức mạnh 320 điểm. Đối với các cái nhân vật mà đi theo dòng năng lượng sẽ được tăng thêm hơn 200 điểm, tức là sẽ đạt được 520 nhé. Còn đối với các cái đa vật lý thì nó chỉ là 320 thôi. Và cái cánh Slayer có tên là Wings Nebian cộng 15 và mang lại cho Slayer của chúng ta 2.324 đam và lượng phòng thủ sẽ là 2.737 điểm. Cùng với đó lượng sát thương tăng thêm và khả năng hấp thụ là 70 và 73, y chang Winbot, không khác gì cả. Và ở cái cánh này bây giờ mình đã nâng cấp cho nó lên 7% Iselanda cũng như là lõi cánh. Bây giờ được tăng thêm 273 điểm sức mạnh. Khá là ngon anh em ạ. Đối với một cái cánh như này thì 2.000 đam, 2.000, 3.000 đẹp. Trời ơi. Và bây giờ mình sẽ cùng với anh em đi test đam của skill Master 800 và skill Master 5. Và mình sẽ bật bảng C lên để chúng ta cùng theo dõi lượng đam DPS trên dây. Bây giờ mình sẽ sử dụng skill 800 trước nha anh em. Bắt đầu. Mắc tốc độ đánh. Mắc tốc độ đánh nha anh em. Bao nhiêu đám này? Ui, 2.241.000 anh em kìa. Cái gì đây? DPS là 18 triệu à. Đám rất là dày luôn anh em. Rồi ngang ngửa GL rồi anh em ạ. Sử dụng skill Master 800 là ngang ngửa GL. Khá là khủng khiếp đi anh em ơi. Mình sẽ để khoảng 40 giây. Rồi 1 triệu 17 triệu nha anh em. 17 triệu 18 triệu đi. Đó là 18 triệu. Bây giờ mình sẽ đổi sang skill mới là skill Master 5 tên là Power Attack Obliteration. Đó, bật lại. Ui, 27 triệu 25. Đang giảm dần 25 triệu, 24 triệu, 23 triệu. Con số đang dừng lại ở 24 triệu 600. Đỉnh chóp. Hiện tại là trong các cái nhân vật ở season 19 thì Slayer đang là nhân vật có lượng DPS cao nhất hiện tại, mà mình đã tà nghiệm với tốc độ đánh là 384 đến 384 và lượng 1 đám cao nhất của em nó đạt được là 2.224.000. Lượng DPS là vào khoảng 24 triệu nha anh em. Hết nước chấm anh em ạ. Rồi, chúng ta chỉ test sơ bộ vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến map cuối cũng như là tìm hiểu về bảng Master 5. Điều làm nên kinh khủng sức mạnh của em nó như vậy. Rồi, mình vừa đưa nhân vật Slayer của mình lên với map Iceland. Phải hotspot win, còn là phải chơi khắc hệ thôi các anh em. Ui, clear quá kìa anh em. Hết nước chấm anh em ơi. Đối với Slayer thì chúng ta nên kiếm một góc đứng nó ổn áp một tí thì khả năng clear của em nó mang lại sẽ là tốt hơn rất là nhiều. Mình sẽ zoom lại một chút anh em cho anh em nhìn đám cho nó dễ. Trời ơi, Slayer ơi, lia quả là miễn chế luôn rồi. Khủng khiếp đi anh em ạ. À. Rồi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bảng Master 5 của Slayer. Đối với bảng Master 5 của Slayer thì hiện tại mình đang để đam là đam AoE. Và mình sẽ dùng skill mới tính là Frery Fire Attack. Và mình đã ép max level thẻ cộng 5. Được sẽ được 79 skill attack power cũng như là 150 máu tăng thêm. Tương tự như vậy đối với năng lượng và AG nha anh em. AG bây giờ khi mà đạt level 5 thì sẽ tăng đến 90 điểm cột tím cho anh em. Và đối với màu xanh nước biển thì mình sẽ lấy 11 attack power tức là đam thuộc tính. Và mình sẽ lấy tăng đam của cánh cấp 5 cũng như là phòng thủ của cánh cấp 5. Ngoài ra mình sẽ lấy thêm đam level và master attack power. Và đối với thẻ tích nhanh thì mình sẽ lấy double đam. Ở bên trái của màu nước biển thì mình sẽ vẫn lấy lá ATK Power. Sức mạnh nhanh nhẹn thì mình cũng lấy level 5 tăng 52 điểm bằng một viên xích 10 nha em ạ. Và mình sẽ lấy phòng thủ thuộc tính cũng như đam AoE và max đam. Và thẻ tính nhanh của màu xanh nước biển thì mình sẽ lấy là crit đam nha anh em. Rồi chúng ta sẽ đến với bảng màu xanh lá cây. Tương tự như màu xanh nước biển, chúng ta vẫn lấy tăng sức sát thương thuộc tính, tăng đam của cánh cấp 5. Và chỉ có khác ở đây là mình sẽ lấy xuyên giáp và bên tay trái mình sẽ lấy là Iselanda. Tương tự như vậy đối với thẻ bài màu tím thì mình sẽ lấy thẻ tinh anh sẽ là triple dam cũng như là tăng lượng dam tăng thêm của skill 800 cũng như là skill master 5. Trên cơ bản thì đối với một nhân vật dam vật lý thì chúng ta sẽ sử dụng bảng master 5 tương tự như vậy cho PVM lẫn PVP nha anh em. Và bây giờ mình sẽ cùng với anh em quay trở lại với bài trên để xem sức mạnh của Slayer của chúng ta. 384 đến 384 khi sử dụng bị sụt. Sức mạnh mình tăng là hiện tại là gần 1800 và lượng nhanh nhẹn sẽ là 3000 đấy nhé, gần 3000 đấy nhé, 2800 2900 gì đấy. Khả năng clear quả thì quá trời ổn áp anh em ạ. Skill Master 5 của Slayer nó mang lại cho anh em một cái hiệu quả trên tốt hơn rất là nhiều so với Master 800 nha anh em. Anh em có thể rõ điều đó qua cái video qua cái clip hôm nay mà mình test đam ở map Daviat 3. So sánh giữa 16 triệu đam và 25 triệu đam thì anh em biết bên nào hơn luôn rồi. Đây cũng là hứa hẹn một trong những cái nhân vật đi tên khá là ngon ở cái bọc cuối này. Trời ơi, nhìn em nó quạt kìa. Hiện tại quái vật giết trên 1 giây là sẽ là 0.61 nhé. rất là ngon. Để như anh em nào đang chơi Slayer ở season 18 và chờ đợi một điều với mẹ của season 19 thì thật sự là không có nhé, chỉ có là lượng đang tăng thêm rất là nhiều. Nhưng mà về mặt skill hiệu thì mình cảm thấy nó không khác quá nhiều so với skill Master 800. Vẫn là thả rơi và sử dụng Power Attack. Đám rất là dày ấy nha mà. Với một lượng đám như này thì đi trên kéo tim là cực kỳ ngon. Và với một lượng đám PVM dày và tập trung như vậy thì khả năng PVP của em nó thì cũng rất là tốt. Đây là điều mình chắc chắn đấy nha. Khi mà nhân vật của chúng ta sở hữu một lượng đám dày như thế thì khả năng anh em đi PVP á, là khả năng gây ra đám thuộc tính cũng như là đám thương dồn chết đối thủ rất là nhanh, sốc đám rất là lớn anh em ạ. Hiện tại là Slayer này còn chưa ăn full hoa quả nhé nhé. Nếu như ăn full hoa quả thì sức mạnh anh em nó còn tăng thêm nữa cơ. Và trên đây là video ngắn của mình về review nhân vật Slayer ở MU Online Season 19. Và hy vọng anh em sẽ thích cái video này. Anh em đừng quên để lại bình luận để có thể nêu ý kiến của mình đối với nhân vật Slayer, về vẻ đẹp của em nó, về cảnh cấp nóng, về master, về lượng đam, về tất tần tật mọi thứ mà anh em cảm thấy ở video Slayer này. Và nếu thích video thì anh em đừng quên để lại cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình cũng như là không bỏ lỡ các cái video tiếp theo của mình giới thiệu về season 19. Và tốt hơn nữa thì anh em có thể ủng hộ mình thông qua Momo bằng mã QR đang hiện ở trên màn hình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.